Xin chào các khán giả của Da Bỏ Luxury. Chúng ta lại quay trở lại trong chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì hãy cùng tìm hiểu xem là chiếc đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak Offshore Cell Winding Chronograph 42mm có gì chinh phục được đấng mày râu không nhé. Khi hạ màn năm 1993, dòng đồng hồ Royal Oak Offshore đã mang trong mình sứ mệnh quan trọng là định hình xu hướng đồng hồ hướng đến những chiếc đồng hồ lớn hơn, đậm nét hơn. Như CEO của thương hiệu Audemars Piguet, ngài Francois Henry đã từng tuyên bố trước sự kiện SIHH năm đó, đó là trước đây chẳng có ai, đúng rồi là chẳng có ai nghĩ rằng họ muốn đeo một chiếc đồng hồ cỡ 42mm cả, nhưng chuyện của chúng ta là phải bước về phía trước và nhận về sự thành công. Sự tự tin của vị CEO này đã đạt được kết quả khả quan. Tính tới nay là đã 26 năm, những chiếc đồng hồ có kích thước lớn ngày một được sản xuất nhiều hơn. 42mm hiện là kích thước phổ thông với nam giới phương Tây, còn ở châu Á thì con số này sẽ khiêm tốn hơn. Có những chiếc đồng hồ 45mm, thậm chí là ngoài 50mm đã lần lượt được xuất xưởng. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ra mắt công chúng dòng đồng hồ này, tức là năm 2018, thương hiệu Audemars Piguet đã giới thiệu một số lượng lớn những chiếc đồng hồ đặc biệt, bao gồm có cỗ máy 26237ST 1000ST01 thép không gỉ với mặt xanh thẫm, hồi tưởng lại chiếc Royal Offshore phiên bản cỗ máy 26388PO từ vàng hồng có lồng tourbillon giới hạn 50 chiếc trên toàn thế giới. Và cũng trong năm 2018, tại SIHH, thương hiệu Audemars Piguet đã giới thiệu tới giới mộ điệu vài biến thể hiện đại của chiếc đồng hồ này, trùng mã 26470, nhưng thiết kế mặt số và dây đeo lại khác nhau. Hãy cùng với Gia Bảo Luxury tìm hiểu một trong những mẫu đồng hồ Royal Oak Offshore mà hãng đã tung ra trong năm 2018 ấy. Đó chính là chiếc 26470IO OOA006CA01. Và dù có được làm từ thép không gỉ, titanium hay là vàng hồng, Royal Oak Offshore vẫn sẽ luôn là một trong những mẫu đồng hồ dễ nhận diện nhất trong ngành công nghiệp đồng hồ, vẫn duy trì nét đẹp cổ điển xen lẫn mạnh mẽ như concept trong model đầu tiên mà hãng tung ra vào năm 1993. Chiếc đồng hồ này sở hữu bộ vỏ được đánh giá là đồ sộ, đậm nét với kích thước đo là rộng 42mm từ góc 9 giờ sang 3 giờ không kèm núm, cao 54mm khoảng cách hai bên cản nối dây trên và dưới và dày 14,21mm. Nhìn thì có vẻ gồ ghề, nhưng thực chất biến thể đồng hồ mới có mặt tại Gia Bảo Luxury này không hề nặng. Lý giải cho điều này là bởi cỗ máy đã sở hữu một bộ vỏ titanium, vật liệu chuyên được sử dụng trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ bởi các đặc tính là cứng và siêu nhẹ. So với thép không gỉ thì titanium sẽ nhẹ hơn và có màu tối hơn, và thông thường bộ vỏ titanium để trải xước sẽ đẹp mắt hơn là đánh bóng. Mẫu đồng hồ này sở hữu bộ vỏ titanium duy nhất trong số những chiếc 26470 khác khi được giới thiệu năm 2018. Màu xám trung tính bao trùm toàn bộ thiết kế, không chỉ ở khung chính mà còn ở vành bezel, núm điều chỉnh hay dây đeo. Mặc dù những chất liệu sử dụng cho các chi tiết trên là không giống nhau, nhưng màu sắc đều thuộc tông xám. Sự kết hợp này biến cỗ máy này trông hiện đại, nam tính và không kén để phối đồ mặc. Trong thế giới thời trang có những biến đổi bất ngờ, mặc suit lịch lãm không nhất thiết phải đeo dress watch như Day-Date hay là Calatrava, những cá nhân hoàn toàn có thể thử mình với đồng hồ sport thể thao. Và với chiếc đồng hồ này, ngoài sự mạnh mẽ thì ta còn nhìn ra đâu đây nét đẹp cổ điển, bắt nguồn từ những cỗ máy Royal Oak đầu tiên khi ra mắt năm 1972. Royal Oak Offshore vốn là người anh em một nhà với Royal Oak, đã được phát triển từ chính những mẫu Royal Oak. Và ở đây thì chúng ta nhận ra vài yếu tố tương đồng, đó là 8 đinh ốc hình bát giác sáng bóng được xếp trật tự trên vành bezel, là bộ kim Royal Oak thuộc mặt số bên trong. Là một mẫu đồng hồ chronograph thể thao, Audemars Piguet đã bố trí trên mặt số đồng hồ này 3 mặt số phụ tại nửa bên trái của mặt số đồng hồ, một cách sắp đặt riêng biệt và cá tính, thể hiện được sự tươi mới và trẻ trung hơn khi đặt cạnh những chiếc đồng hồ Royal Oak. Tạo cảm giác sống động cho mặt số là hệ thống vân được gọi là Mega Tapestry, là những hình ảnh của những ô vuông được làm nổi lên theo kỹ thuật chế tác thủ công riêng của hãng. Audemars Piguet hiện đang là một trong số ít những nhà sản xuất đồng hồ được làm chủ bởi gia đình tại Thụy Sĩ. Audemars Piguet luôn cố gắng đem đến những mẫu đồng hồ có chất lượng cao trong ngành chế tác. Từng chi tiết sẽ được hãng chăm chút tỉ mỉ, đặc biệt là phần hoàn thiện về mặt thẩm mỹ cho cả chiếc đồng hồ. Bề mặt vỏ khung chính titanium với vành bezel đều được trải xước dọc mà ta thậm chí có thể thấy từng vệt xước bằng mắt thường.
Trong khi khu vực rìa ngoài tất cả đều đánh sáng bóng, hay đến cái chi tiết cực kỳ nhỏ bé nhưng có võ như là núm điều chỉnh bằng gốm ceramic xám cũng được hoàn thiện bởi hai phương pháp khác biệt mà nhìn những hình ảnh các bạn sẽ thấy rõ. Và đừng bỏ qua mặt số của bất cứ chiếc đồng hồ cao cấp nào nếu bạn muốn đánh giá độ hoàn thiện, chỉn chu đến từ nhà sản xuất. Mặt số đồng hồ cao cấp phải đạt chuẩn dễ nhìn và những chi tiết được xem là đủ. Đầu tiên là dễ nhìn, thì chiếc đồng hồ này sở hữu mặt kính sapphire chống lóa, cho nên với tiêu chuẩn này thì nó đã đáp ứng được 50%. Còn về bố cục, theo cảm nhận cá nhân thì một người đã quen với đồng hồ như tôi thì không khó để nhận biết rằng từng mặt số phụ bên trong. Tại góc 12 giờ là đếm 60 giây độc lập, còn hai mặt số phụ góc 9 và 6 giờ là đếm phút và giờ cho chức năng chronograph của chiếc đồng hồ. Một số cọc chỉ giờ có phủ chất phát quang đã bị cắt xén hoặc lược bỏ hoàn toàn để nhường chỗ cho những chi tiết khác. Ví dụ như ô cửa báo ngày đã thế cho cọc chỉ 3 giờ, ta sẽ phải chấp nhận vì sự đánh đổi này, dù sao thì nó cũng không gây ảnh hưởng quá lớn. Yếu tố thứ hai để tôi chẳng bao giờ nghi ngại về chất lượng chế tác mặt số đồng hồ mà Audemars Piguet mang tới cho giới mộ điệu, đó là cách thương hiệu này hoàn thiện từng chi tiết. Đó là những cọc chỉ giờ bằng vàng trắng được đính nổi thủ công. Đó là bộ kim trung tâm, cũng từ vàng trắng sáng bật lên trên nền xám của vân Mega Tapestry bên dưới. Hay đó là sự đồng đều và dễ nhìn của ba mặt số phụ với vân tròn đồng tâm phân bổ chính xác tại từng vị trí trên mặt số đồng hồ. Và nói về đồng hồ cơ, đó sẽ là một thiếu sót lớn nếu bỏ qua bộ máy đang cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động diễn ra trơn tru chính xác. Nếu trong những chiếc đồng hồ cùng dòng năm 1993, Audemars Piguet sử dụng máy 2126/2840, thì trong những phiên bản hiện đại như là chiếc đồng hồ này, thì bộ máy Calibre 3126/3840 lại đóng vai trò làm trái tim của đồng hồ. Bộ máy này có nền tảng từ Calibre 3120 và tích hợp module chronograph từ nhà sản xuất bộ máy chronograph hàng đầu Thụy Sĩ, đó là Dubois de Brabant. Với 365 chi tiết, 59 chân kính, Calibre 3126/3840 cung cấp năng lượng cho mẫu đồng hồ này, hoạt động trong khoảng 50 giờ đồng hồ với tần số là 3 GHz. Và đó là những điều thú vị về chiếc đồng hồ trong video ngày hôm nay. Không biết rằng ý kiến của các khán giả cảm thấy như thế nào thì hãy để lại ở phần bình luận bên dưới để cùng trao đổi với Gia Bảo Luxury. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.